Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình quay phim về một số cái dụng cụ trong bếp đó các bạn, để cho mọi người tham khảo. Và đây là cái dụng cụ xay tiêu nè các bạn. Và cái này rất là cần trong bếp núc của chúng ta đó. Và đầu tiên là cái thương hiệu đây là Lock and Lock nha các bạn. Lock and Lock này cho các bạn coi. Và cái này cũng giá thành cũng tương đối là mắc tiền các bạn. Nó tới 192.000 các bạn. Mình cũng đã sử dụng một cái dụng cụ cái dạng hộp mà tay quay á các bạn. Nhưng mà cái kia là cái nó lâu rồi, nó bự lắm. Thành ra nó cần càng. Ha. Thành ra là mình mới thấy có cái thương hiệu này thì nó gọn, mình mua để mà mình sử dụng cho nó tiện ích. Với hai cái kia xài cũng cả chục năm rồi, nó xét. Rồi bây giờ này mình nói lại, đây là thương hiệu Lock and Lock nè các bạn ha. Đó, về kết cấu chung á thì nó gồm 3 phần nè. Phần ở dưới này là cái chai thủy tinh để đựng hạt tiêu nè, tức là đựng phần nguyên liệu mà chưa xay là đựng ở đây đó. Cái phần chỗ Lock and Lock này dưới lại phần trắng này, đây là phần thứ hai, là phần này là phần của cái cối xay nha các bạn ha. Phần cối xay là đây nè ha. Và phần thứ ba ở trên cùng là cái nắp đó. Phần thứ ba trên cùng là cái nắp. Bây giờ mình mở ra nè, đây cái nắp nè các bạn đó, nắp này bằng gỗ nha các bạn đó. Nắp đậy phía trên á, ở đây có cái ron silicon á các bạn, mình hay đọc theo cái dạng silicon nhưng mà thôi đọc silicon cũng được nha. Đây có ron này ron bằng kính đó, kính nha các bạn. Rồi thứ hai là phần cối nè, dặn từ đây nha các bạn nha. Còn đây là lỏng lê à đó, đây dặn từ đây nè đó. Đây là phần cối nè các bạn, đây đó. Ở đây là cái để hiệu chỉnh nè nha. Rồi như này như cối nè, tiêu nó sẽ đi khi mình bỏ tiêu vô đây á, đổ qua đây nè đó, và tiến hành xay á ha. Đó là như vậy, tức là xay là mình sẽ nó nằm ở dạng này nè các bạn đó, là mình xay là rớt xuống luôn. Ý chia tay quá xin lỗi. Rồi như vậy là còn có 3 phần nè. Phần này là cái chai đựng nguyên liệu nè, tức là tiêu hạt chưa xay. Phần này là cối xay nè ha. Và phần này là nắp đậy, được chưa? Cái tay mình hơi chen chút, xin lỗi các bạn. Cái phần cối nè, đây các bạn thấy nè, mình sẽ mở ra cho các bạn thấy luôn. Đây nó bị che khúc cái tay mình quá, nhiều khi các bạn không thấy đó. Cái này là cái nó gọi là cái ốc chuồng á, dùng để mình dặn cho cái đầu của cốt này để mình điều chỉnh cái lớn nhỏ đó các bạn nha. Điều chỉnh là coi như là mịn hay là to. Rồi cái này đó. Các bạn lưu ý ở đây nó có một miếng miếng ron chút xíu vậy nè, một lát à, nó còn dính đó nè, nó chưa chịu ra, ta kể để từ từ đấy. Rồi phía trong này nó có một cái lò xo nữa nè, đó, nó là xo này, lò xo bị cho cái chi tiết cối này, ha, đó, đây, phía trên này, tiêu xuống đây nha các bạn, tiêu qua đây nè, rồi nó qua cái phần này là phần cối để xây nè, cái này là cái cối nè, ha, cối cả hai phần, một phần cố định và một phần xây ở đây, cái cối đây nè, ha. Để mình lấy cái miếng ron này đó. Đây có miếng ron này nha, đó các bạn chú ý cho đó. Rồi được chưa, đây là cái cối nè, chủ yếu mình nói cái cối cho các bạn thấy. Như vậy cối là gồm có đế cối và cái phần này cũng cối này. Và cái này mình nói cho các bạn luôn,
Đây là bằng đá nha các bạn. Đó. Chính vì tại sao mà nó mắc tiền là đá nha các bạn. Và cái thương hiệu Lock & Lock là của Hàn Quốc, dụng cụ trong bếp. Đây là đá nè, cộng với cái này cũng đá nữa nè, cái cối phía trong này đá nè. Đó, giống như cối đá của mình xây bột các bạn, cái trên cái dưới nó cái đây vậy, hai cái này nó ráp với nhau nè. Đó rồi, vậy thì khi ráp nè, cái lò xo này nó gọi là lò xo hồi vị á, để nó đẩy cái cối dưới này ra nè. Đó, thấy không? Cái này giống như rô to vậy, nó còn kia là stator nếu nói về điện, nhưng mà theo không có nói vậy được ha, mình chỉ đùa thôi. Rồi bỏ đây vô thì các bạn phải để cái miếng này vô. Đó, mình hướng dẫn để cho các bạn tháo ráp cho nó dễ, chứ để không là nhiều khi có anh em tháo ra mình không biết ráp vô, nhiều khi lúng túng. Đây đó, chúng ta chỉ xoay cho đến khi nào nó vừa chặt tay thôi, tức là vừa xít cối đó các bạn. Đó đó, rồi tới đây nó vừa chặt á. Cái đây theo nguyên tắc cơ học thì dặn vừa xít xong thì các bạn dặn ra một vòng, tức là đây, từ đây qua đây nè ha. Mình dặn cho các bạn thấy nè, đây nãy là chỗ đây phải không, rồi đây nó còn đây nè, ở đây đó. Về nguyên tắc cơ học là như vậy, ở mỗi lớp ghép mà nó có cái độ coi như là chuyển động trượt với nhau á, thì khi mà chúng ta dặn vừa xít xong thì chúng ta lại trả ra một vòng cho đến vòng rưỡi, ở đây thì mình dặn có một vòng thôi. Sau đó khi mà chúng ta thực tế xay tiêu á, hạt tiêu lớn nhỏ đó, nếu mình muốn mịn á thì mình dặn thêm vô, còn nếu mình muốn nó lớn á thì mình mở thêm ra, các bạn hiểu được không? Đó đây nè, mình ra nữa đó, nửa vòng á. Còn nếu mà mình thấy ở đây mà hạt còn lớn á thì mình dặn tiếp vô vậy đó. Còn nguyên tắc chuyển động cơ học cho hai vật xích trượt thì các bạn phải để cho cái khe hở nó bằng cách là dặn nó vô vừa xích, sau đó dặn ra một vòng, vặn ra một vòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình ráp vô nha. Đây, ráp vô cho các bạn thấy nè. Rồi đây đó. Các bạn thấy được chưa? Rồi, bây giờ mở ra nè, mở cho các bạn thấy. Vậy thì đặc tính của cối đá này nè, cái cối đá này nãy giờ nãy mình mở ra đó ha. Thì đối với trường hợp này nó sử dụng bằng đá, thành ra vật liệu đá này buộc phải tốt, chứ không là nó bể. Nó bể giống như tiêu bể là coi như ăn nó rất là nguy hiểm, cho nên là, và chắc chắn là nó không bể, mà chỉ bể hạt tiêu thôi. Thành ra cái giá thành nó lên đến 192.000 là lý do như vậy nha. Đó. Thì nếu mà sử dụng đá thì rõ ràng thấy nó vệ sinh hơn các bạn, nó sạch. Đó. Và còn đối với là cối cũ á, xài bằng kim loại, bằng thép, các bạn xài thời gian thấy nó xét, nhiều khi mình cũng ghê ghê, nhưng mà lúc đó nó chưa cối này, cho nên là mình thấy là mình vẫn sử dụng, phải sử dụng thôi. Mấy xe tiêu cũ á, mình cũng xài một cái mình bỏ, sau khi mình mua cái này nè. Cái nữa là nó rất là gọn, có nhỏ xíu à, nên là các bạn thấy không, còn cái cối kia mạnh lớn lắm, được có tay quay quay vòng 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 này, nó rất là lớn. Rồi nó bị xét ha. Rồi mình sẽ hiệu chỉnh được cái độ lớn nhỏ, thì cối nào cũng điều chỉnh được độ lớn nhỏ. Đối với cối này nè, cối dạng của Lock & Lock này là chúng ta xài tới đâu thì xây tới đó, cho nên là nó không có mất cái chất lượng của sản phẩm. Còn kiểu cũ chúng ta xây ra xong rồi cái bỏ vô, nó có một cái giống như cái học kia đó, mình xay xong rồi cái mình xài bữa nay xài dài 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 luôn, cho nên nó sẽ bị giảm cái giống như giảm chất lượng vậy các bạn. Còn cái này là xài tới đâu thì xay tới đó thôi đó. Chứ không có xay trước. Còn cái này là tiêu nè, tiêu thì mình chỉ nói cách của nhà mình xài thôi. Nếu tới bà xã mình bà làm á, là thứ nhất là tiêu về là lựa coi như bụi bẩm rồi nói chung là bỏ ra hết, sau đó rồi cho qua nước ngâm rửa sạch lại ha, rồi sau đó mới là phơi nắng, phơi khô. Đó.
phơi khô xong rồi là tiến hành cho rang nha các bạn, rang sơ một chút rồi mới bỏ vô trong trong cối. Thì ở đây bây giờ mình tiến hành mình bỏ vô nè. Thì thông thường á mình chỉ bỏ 1/3 thôi các bạn, hết thì làm nữa chứ không có để lâu, tại để lâu bản thân này nó cũng dễ bị ẩm, có độ mốc nữa các bạn, cho nên chỉ cần 1/3 là đủ rồi, 1/3 chai thôi, tính từ dưới lên. Rồi sau đó thì các bạn ráp nè, cái phần này ở trên này là nó hai cái chuyển động ngược chiều nhau, chứ nói chung là chuyển động nó lỏng á, nó dễ chuyển động nha, cho nên là phải nắm cái phần dưới nè, đó đây đó. Rồi cần tới sát ha, rồi đây lóc anh lóc à, nó nằm trên cái khay này các bạn ha. Sau đó thì mình đẩy này lại đó. Bây giờ mỗi lần mình xài các bạn thì mình xài, chứ không có xe trước giống như mấy kiểu cối cũ. Đây đầu tiên mở nắp lên nè ha, rồi để nắp qua bên đây, phần xe này, cống xe nè, đó còn thấy rõ chưa đó. Rồi bây giờ xe bao nhiêu ăn bao nhiêu thì xe bấy nhiêu vậy thôi đó. Nó chứ không có sao mà xe xong rồi để nhiều đâu các bạn. Đây bây giờ mình xe nè đó, đó. Đó thấy chưa, thấy các bạn thấy không, rất là tiện ha. Đó bây giờ mình thấy là cái này xây nó nãy ra mình dặn ra có một vòng nha, thì thấy nó mịn quá thì các bạn có thể là ra thêm dặn xem ngược chiều kim hồ là mở ra nha các bạn. Đây từ đây á mình mở qua đây thêm 1/4 vòng nữa coi sao. Đây vẫn còn lớn ha, à, vẫn còn nhỏ, vậy là nửa vòng nữa là 1/5 này, giờ là 1/5 nha các bạn, đó, đó, còn bạn các bạn muốn to nữa thì cứ mở ra, thêm qua nè, thêm nữa đó, vậy đó, rồi đây, đó, rồi, đó, thì như vậy là rõ ràng là nếu như mình đó thì mình ăn hạt lớn cho nên mình mở ra lần 2 vòng luôn các bạn ha. Còn về tính cơ học thì chúng ta chỉ cần dặn ra 1 vòng để cho các cái chi tiết mà có mang tính chất xích trượt với nhau á, trượt với nhau là phải dặn vô vừa chặt là dặn ra 1 vòng đến 1/5, hồi nãy mình dặn 1 vòng nha. Rồi dùng xe thêm cho các bạn thấy nè, hạt có lớn hơn nha các bạn à. Đó rồi như vậy ăn tới đâu là xây tới đó, nó bảo đảm chất lượng nhiều hơn. Thứ hai là cối đá, có nãy mình thấy là cối đá, còn cái kiểu cũ á, là cối bằng kim loại bằng thép, cho nên xài thời gian là nó rỉ dồn nó mất, thấy mất vệ sinh lắm. Tất nhiên là ở thời điểm đó nó, thì mình xài đó thôi, còn bây giờ có cối này thì mình phải giống như là nó sẽ tốt hơn đó các bạn. Đó ăn tới đâu xài tới đó, cái kia là coi như xây xong rồi phải để, còn cái này là ăn tới đâu là xây tới đó nha. Rồi cuối cùng khi xây xong thì các bạn để đứng lên và làm gì, đây đẩy nắp vào lại, nắp vào nắp gỗ nha các bạn, nó ăn thiền cái chỗ là nắp gỗ. Có lúc cũng có sử dụng nắp mũ nữa, nhưng mình mua thì trúng được cái nắp gỗ thì mình cũng rất là thích đồ gỗ ha các bạn. Rồi về chất lượng tiêu nè, mình sẽ đưa lên cho các bạn coi nè. Đó thì tùy theo các bạn muốn lớn hay nhỏ, mịn tùy theo cách sử dụng của các bạn, thì các bạn chỉnh cái chỗ này đó, đây chỉnh chỗ này nè. Nếu các bạn càng dặn ra thì hạt có lớn, còn nếu các bạn dặn cùng chiều kim hồ tức là dặn vô thì nó càng ngày càng mịn đó. Thì tùy theo cái sở thích ăn uống của mình thì mình sẽ chọn cái xay ở cái lượng lớn nhỏ là tùy thích theo ý mình nha các bạn. Rồi đó là giới thiệu cái phần của cái dụng cụ xay tiêu nha các bạn. Đấy đây là dụng cụ xay tiêu.
nhỏ gọn tiện lợi.